Rồi các bạn biết cách bắn chưa? Tion sẽ thi coi bạn nào bắn bay cao và đẹp nha. Ủa mà cái này gọi là cái gì anh quên luôn rồi. À, em biết cách lấy rồi. Lấy một cây luôn. Châm chống đèn đó. Sao của em bị rát rồi? Mấy em tập luyện đi nha, bắt đầu vô thi cuộc thi bắn đèn nha. Rồi hai em chưa có trong chống đèn luôn hả? Lại lấy hai cây đằng đó. Đây nè, cô đưa tiền cho nè. Đây. Nhà tài trợ cho chương trình game show tối nay tại bờ biển thi bắn trong chống đèn, ai cao nhất người đó sẽ chiến thắng. Em biết em sẽ thua tiếp. Chắc chắn 100 luôn. Anh hy vọng là em sẽ thắng. Nên không sao đâu, cái đó nó chỉ là tượng trưng để nó quay trên không thôi. Em bắn mạnh hết sức là nó sẽ bay lên cao à. Cái đó là chuyện nhỏ mà. Đúng rồi, gió thổi bay về mình chụp. Vậy mới là hay, ai mà bắn ra rồi mình chụp lại cái trong trống của mình nữa là người đó là xuất sắc nhất. Wow. Ai bắn sai như vậy? Chuẩn bị vô thi chưa? Bây giờ chơi cái phần thi bắn trong chống đèn. Ai mà bắn cao nhất là thể hiện bạn ấy có một sức khỏe rất tốt. Đặc biệt những bạn bắn lên cao mà có thể bắn trúng rớt đèn của bạn khác nữa, bạn ấy sẽ là người cá rất là thiện xạ, đúng không? Đúng không? Cái đó là chấm 2 điểm, còn thêm 1 điểm nữa là em đâu có tài năng gì đâu. Còn chấm thêm 1 cái điểm nữa là bắn mà cái trong trống bay về mình chụp lại cái trong trống nó được là bạn ấy quá xuất sắc. Bắt đầu thi nha. Quay ra hướng biển hết nha. Quay ra hướng biển. Bắn ra hướng biển. Rồi, 1 2 3 vô. Không. Khoan đợi bạn này nữa. Bạn này vô. Rồi tôi đếm 3 là bắn nha. Bạn nhỏ vô chuẩn bị nè, đợi bạn nhỏ nè. Bạn nhỏ lại đây. Thi bắn trong trống. Bắn trong trống đèn nha. Bạn nào muốn vô thi, em muốn vô thi với mấy bạn không? Rồi. Các em sẵn sàng nha. Chấm điểm nha. Đâu khoan, để tôi đứng hướng nào phải cho rồi. Wow, giống như là bắn cung vậy ha. 1, 2, 3. Ai cao nhất đó, cái cao nhất ba đằng kia kìa. Của Vicky. Dạ. Tion xin thông báo bạn Vicky là bạn có sức khỏe mạnh nhất. Bạn bắn bay cao nhất. Vicky chiến thắng. Vicky bay. Ồ cảm ơn bạn đi. Cảm ơn. Em nói rồi em đã tui rồi mà. Vicky mạnh quá ha mấy bạn ha. Vỗ tay cho bạn Vicky. Chơi cái gì nãy giờ cũng bình thường mà chơi cái trò bắn mạnh quá vậy. Tài khỏe lắm hả, cơ bắp dữ lắm hả, gồng cũng thắng nữa đúng không? Ờ rồi còn một bạn nhỏ chơi cũng rất hay, bạn nhỏ đâu rồi? Yeah, bạn Thiên Phúc ơi. Thôi bây giờ mình lên ăn cơm nha, rồi hồi xuống chơi nữa nha, bye bye. Các bạn ơi, các bạn đang viết gì vậy? Viết chữ I love you. I love Marine. Đâu I love you đâu? Đạt cái tiêu rồi chiêu. Rồi chữ E đó hả? I love Tion, Lucy, Luna, Lesin.
Rồi gì nữa? VVNE luôn hả? Dion. Dion thêm nữa. Tion thêm nữa hả mấy bạn? Vẽ Tion thêm nữa hả? Tion. Trái tim bị xẻ ở giữa, trái tim tan nát. Tion trái tim tan nát hả? Kỳ vậy. Ha. Có lúc yêu, có lúc không. Rồi giờ trái tim lành lặn lại rồi đó hả? Wow, cái tay lấy tim vẽ trái tim đẹp quá ha. Wow. Các bạn viết chữ hay quá ha. Rồi em viết chữ gì vậy? I love nữa nè. Tion nữa hả? Chà, cảm ơn các bạn gái cá của Tion nha. Ê quên, không phải các bạn người cá. Các bạn người cá lớp Tion dữ quá ha. Mấy bạn vẽ gì vậy? Yêu. Yêu cơm. Tôi yêu. Tôi yêu, đâu chữ tôi đâu. Tôi nè. Đâu nè. Yêu nè, cái gì vậy? Tôi yêu tất cả mọi người. Tôi yêu tất cả mọi người. Ồ, vĩ đại quá vậy ta. Giống Tion quá vậy ta. Tôi yêu tất cả mọi người. Sáu chữ. Chữ gì vậy? Vicky kiểu Merman, Tion, Tion Merman. Bây giờ chúng ta sửa lại biến thành Tion Merman. Tion Merman. Tion Merman là Tion BD á. Yay. Tion là nàng tiên cá. Chào mừng các bạn đến phần thi tiếp theo của tối hôm nay, đó là chạy đua với sóng trên biển. Bạn nào để sóng biển nước chạm vào chân của mình là bạn ấy thua. Các bạn nghe rõ không? Tion bắt đầu tính điểm nha. Ở đây có mấy bạn chơi nè. Em chơi. Rồi ai chơi nữa? Rồi bắt đầu Tion tính điểm nha. Trong vòng 10 phút bạn nào ít bị sóng biển đụng nhất là bạn ấy thắng. Vicky có chơi không? Chạy đua với sóng. Vicky không thích giỡn với sóng. Sóng đang giỡn với chúng ta đó các bạn. Nè nè nè, đụng đi sóng. Sóng sóng dí mình mà. Sóng đang giỡn với chúng ta. Cháu đứng nhìn ra biển, bà ngoại cũng đứng nhìn ra biển. Cháu là sự tiếp nối của bà ngoại. Hai chị em. Tây ôn ra luôn. Rồi chấm điểm nè, bây giờ Tion bắt đầu chấm điểm khó nè. Chỉ còn 3 phút nữa thôi.